Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hay nào. Người đàn ông đào hoa nhất ở Sơn La, 37 tuổi có 37 vợ vẫn còn thấy ít. Chỉ phải nói thẳng ở đây, vợ theo nghĩa của đồng bào là người sống chung với mình, chứ không phải theo nghĩa của pháp luật là phải có đăng ký kết hôn Bóc không chia già, không chia trẻ, không chia xấu, không chia nghèo, không chia giàu Vì tự ti bản thân mình nghèo Tuy nhiều vợ đông con, nhưng thường lại chẳng có ai ở cùng Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là anh Lường Văn Bốc, Sinh năm 1979 Thời điểm mà anh chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho phóng viên là vào 3 năm trước Vì vậy lúc này anh mới 37 tuổi Anh chỉ cao khoảng tầm 1m6, nặng 52kg tay thẳng, nghề nghiệp là làm ruộng, nhưng mà đặc biệt ở chỗ có đến 37 người vợ. Từ bố chọn vợ hộ cho mình. Vợ ở đây theo nghĩa của đồng bào chính là người sống chung với mình, chứ không phải theo nghĩa của pháp luật giống như chúng ta là phải có đăng ký kết hôn. Đối với 37 người phụ nữ từng sống chung với mình, người ít thì vài tháng đến nửa năm, người nhiều thì vài năm. Anh Lường Văn Bốc hay được gọi là anh Đường Văn Bó trú ở bản Mờn, xã Chiều Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Xứng đáng là người đào hoa nhất gầm trời Tây Bắc. Chuyện tình của anh bó đã khiến cho cái máy ghi âm của tôi phải thay pin máy lành, khiến cho cái bút bi của tôi gần như cạn mực. Bóc trong tiếng Thái có nghĩ là hoa, có lẽ về thế mà số phần đào hoa vẫn luôn vào anh. Người con cả của một gia đình có tới 5 anh em. Bóc không biết chữ cũng chẳng có nghề nghiệp gì cụ thể, nhưng được cái là nhanh ý, trong người ta làm một vài lần là anh làm được ngay, từ sửa cái đồng hồ đến cái tivi xe máy. Quà không tự nhiên mà mọc trên lá trên đất mà phải có cây có cành. Chuyện cưới vợ của bó cũng phải đầy đủ nguồn cơn. Từ năm 1994, khi mới 15 tuổi thì bố mẹ đã tìm cho bó một cô vợ. Vợ bó hơn anh đến 10 tuổi cho nên thi thoảng đám bạn lại trêu May lấy vợ về làm mẹ à. Điều đó cũng chẳng phải là chuyện lạ đối với đồng bào vùng cao. Đó là một đám cưới không tình yêu Hai nhà quen biết nhau Bố bó nghe nói nhà kia có đứa con gái lớn Nên đi xem mặt Rồi anh hỏi luôn cho con trai mình Sắp làm nhà rồi Nhưng ông ưng cái cô con giàu kia quá Nên phải bán cả cái cột gỗ đi Để lo cho đủ 7 triệu đồng cưới vừa cho con Hồi đó 7 triệu đồng rất lớn Trị giá còn hơn cả một con trầu mộng Nhà gái ở xã Triền Mung Cũng không xa quê bó làm mấy Lúc lấy vừa rồi anh mới biết mặt Bó phải ở rị, phải làm lụng cho nhà ngoại nhưng không được ngủ với vợ. Sau 3 năm thì vợ chồng mới được gần gũi, búi tóc của vợ mới được quấn lên cao. Vợ của bó tên là Tòng Thị Im, là một cô gái khá xinh xắn người Thái. Chỉ để liền tù tì cho anh hai đứa con. Có vợ đẹp con ngoan, nhưng lòng bó không được vui vì cứ mãi ở rị. Một buổi bó bỏ trốn về nhà mình khiến cho nhà ngoại nổi giận. Vừa bó đâm đơn ly dị Cuộc ly hôn đó có sự chứng kiến của pháp luật bởi trước đó họ cũng đã đi đăng ký kết hôn. Hai đứa con ở cùng với mẹ, bó lại trở về quê nhà sống đời cô độc. Đến tự chọn được 36 người. Được một thời gian bó làm quen với lò thị vịt, một phụ nữ ở giá trìn nông. Bố mẹ tổ chức cho anh một đám cưới rất to, to đến mức 30 triệu hồi đó. Gán cắm nương ngô đến nay vẫn còn chưa chuộc về được. Lần này bó không thèm ở rể nữ mà ở luôn nhà mình. Tết năm ấy khi thằng Lường Văn Nam là đứa con chồng của họ đã biết ngồi trong điều thì Việt bảo với chồng rằng mình muốn về quê. Thế rồi có về mà không có trở lại, bỏ đi đợi vợ đợi con mãi không được, đành tặc lưỡi. Nó chia mình nghèo nên nó mới thôi. Người thứ ba là Lò Thị Quyên ở xã cạnh Bên. Quyên đã có con rồi mà còn chưa có chồng, bỏ rất về làm vợ mất 3 triệu tiền cưới. Thế là quấn tóc được búi lên đầu ngay, không phải chờ đợi đằng đẵng hai vợ chồng làm một cái nhà nhỏ trên đường đi phiên phăng sống hạnh phúc được 7 tháng, thì người anh vợ bị nghiện thuốc đã gửi thuốc phiện xuống bán khiến cho Quyên bị bắt đi. Bó nhận tội đi tù thay cho vợ để Quyên còn nuôi con nhỏ. Hai năm sau trở về thì vợ đã bỏ đi đầu mắt tiêu, mang theo cả đứa con cùng với năm con dê một đàn gà và vét sạch một ao cá. Chỉ còn mỗi cái xác nhà. Thời gian này bó bị quản thúc tại địa phương. Bố mẹ lại dục lấy vợ nên anh tìm hiểu thêm cô lò thị ỏm ở bên huyện Thuận Châu. Thủ tục cưới người vợ thứ tư mất 3 triệu, vừa anh hỏi vừa búi tóc bó ở rể tại nhà gái. Lúc có còn trong bụng rồi mà ỏm cứ nhất định không chịu về nhà chồng. Bây giờ nhà chỉ có mỗi đứa em gái sống cùng với bố mẹ, cho nên bố bó bảo là bỏ đi lấy vợ khác. Vậy là vợ thứ năm lò thị Âu ở xã Mường É huyện Thuận Châu, người mà bó quen trong một dịp đi thăm anh họ Lúc đó nhà bó đã khánh quyệt lắm rồi, bố nợ nần đến nỗi bán cả nhà không có nợ ở. Em trai của bó dựng tạm một cái lều gọi là lấy chỗ để tư ra tư vào. Âu có chữa chừng bảy tháng thì bóng bỏ trốn về quê trong một đêm hôm khuê vắng. Kể từ đó bố của bó buồn không làm thủ tục cưới hỏi gì cho anh nữa. Bó cứ thế yêu rồi sống cùng những người phụ nữ mà chẳng có thủ tục gì. Lúc thì họ sống ở nhà trọ, lúc họ sống ở lều canh nương, lúc lại sống trong ngay chính nhà của bó. Bá Bảo là nhiều người yêu thương mình thật lòng, nhưng về sau sợ mang tiếng là vợ của người đàn ông nhiều vợ nên lại bỏ đi. Vợ bỏ đi nên phải đi bước nữa, thành ra cả thầy mới là ba bảy người, đủ cả các dân tộc Thái, Mông, Giao đều làm ruộng. Bá Bảo chỉ có người vợ đầu tiên cưới không có tình cảm, còn những người phụ nữ tiếp theo anh đã yêu bằng cả tấm chân tình. Bởi thế người nào dứt áo ra đi anh cũng đều buồn. Có người thì anh buồn một ngày, có người buồn một tuần, cũng có người buồn một tháng, có người buồn đến cả năm. Đến người phụ nữ thứ 37 là chị Lò Thị Lưu ở xã Triềng nơi, là hiện đang sống cùng anh. Hai người quen và trọng vãng đến với nhau. Mồng 3 tháng 9 năm 2015, đang buồn chán vì bị bỏ rơi nên bỏ lên thăm người em gái nuôi là Lưu thì đến mồng năm anh ngỏ ý yêu luôn. Gia đình nhà Lưu tác hợp cho cuộc tình này bởi chị cũng đã một lần lầm lỡ. Lúc ấy thì người nhà của Lưu mất, chị lại phải để tang kiên cử một năm. Gần hết một năm thì bố của bó không may đột ngột qua đời, không kịp sống cho đến ngày còn giàu sum họp. Vậy là từ đó bó sống cùng Lưu mà chẳng cứ xin gì. Họ ở trong một cái lều, ngay giữa một quả đồi mênh mông lúa. Gia sản của họ đâu có nhiều nhận gì ngoài một con lợn nặng 5 kg nuôi rễ. người ta cho, 12 con gà cả to cả bé và một con mèo. Nhưng vẻ hạnh phúc vẫn lòng lanh trên mắt chị Lưu bởi trong bụng chị đang có một sinh linh bé nhỏ mắp máy lên từng chập. Lại một đứa con nữ của lường văn bó sắp chào đời. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị có thể chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.